Tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 24 tháng 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dành nhiều thời gian chia sẻ thông tin về vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, rạng sáng cùng ngày, khiến 14 người tử vong. Theo ông Phương, từ đường chính vào nhà có tới 5 khúc cua, càng vào sâu trong hẻm, đường càng chật, đến mức một chiếc xe máy đi được, nhưng nếu có thêm một người tránh không nổi, đây là nhà ở kết hợp kinh doanh và cơi nới ra để cho thuê, thậm chí tận dụng toàn bộ khoảng trống của đường vào nhà, dùng mái tôn che làm xưởng sửa chữa xe máy, xe đạp, xe điện. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, theo phản ánh ban đầu, vụ cháy bắt đầu khả năng do chập điện, do bình ga, binh khí của xưởng sửa chữa nổ nên áp lực của khu cháy đó rất lớn. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, những nhà trước đây bị cháy thì chết ngạt nhiều hơn chết cháy, nhưng riêng vụ này chết cháy nhiều hơn chết ngạt vì cháy sọc thẳng vào từng phòng trọ. Tổng số thiệt hại về người trong vụ cháy ở Trung Kính đến nay khiến 14 người tử vong.